Cuốn thư câu đối hay còn gọi là châm thư cầu liễn đã có từ rất lâu đời trong không gian thờ cho đến trên những kiến trúc xây dựng của người Việt. Bức cuốn thư cùng bộ câu đối bằng gỗ vừa đẹp lại bên, trong đó hàm chứa ý nghĩa văn hóa độc đáo riêng, ngay từ các công trình văn hóa như đình chùa, đền, miếu, để đề thờ Phật, thánh, cho tới nơi thờ gia tiên trong các gia đình hay trang trí nơi phòng khách. Với đặc điểm mang lại sự trang nghiêm cùng thông điệp văn hóa từ đời này đến đời sau. Vậy nên, cuốn thư câu đối đã trở thành bảo vật quý giá hơn cả bạc vàng trong không gian thờ của người người Việt. Nhưng, giữa hàng ngàn bức cuốn thư đôi cầu liễn bày bán trên thị trường, quý khách sẽ vô cùng băn khoăn, khiến cho việc lựa chọn trở nên không dễ dàng. Nhất là ý nghĩa kiểu mẫu của cuốn thư câu đối phù hợp với hoàn cảnh và không gian nào. Ngoài ra, nên chọn loại gỗ nào vừa bền tốt và phù hợp với yếu tố tâm linh. Cùng đó, kích thước và giá cả sao cho phù hợp với kinh tế gia đình. Vậy làm cách nào để lựa chọn bộ cuốn thư câu đối phù hợp nhất đây? Quý vị hãy cùng Mỹ Nghệ Sơn đồng tìm hiểu để chọn được món bảo vật nơi thờ tự, quý vị nhé. Ý nghĩa cuốn thư và câu đối là gì? Cuốn thư câu đối ngoài mục đích để trang hoàng nơi thờ tự, còn là tôn chỉ, thông điệp truyền tải văn hóa, nề nếp gia phong. Cuốn thư ở đây có nghĩa là cuốn sách quý để lưu truyền. Trên cuốn thư luôn có nội dung chữ để mang tư tưởng với những lời hay và ý nghĩa sâu sắc. Hai bên trái phải là kiếm và bút tượng trưng cho văn võ kiên toàn. Câu đối thường theo bộ cuốn thư hoặc hoành phi, với nội dung ý nghĩa truyền thông điệp, ca ngợi công đức, vun đắp nền nhân, nối dõi lâu dài. Ngoài ra, cuốn thư câu đối còn xuất hiện trên những kiến trúc như những bức bình phong hay trên nóc các công trình như đình, chùa, nhà thờ họ. Chất liệu để làm cuốn thư và câu đối bằng những loại gỗ nào? Cuốn thư câu đối từ xưa đến nay được làm bằng những loại gỗ quý lành tính, tốt cho việc làm đồ thờ cúng và được phủ lên những nước sơn ta truyền thống rồi thết vàng hoặc bạc, cụ thể như các loại gỗ sau. Gỗ mít, dùng để tạc tượng và đồ thờ rất được nhiều người từ xưa đến nay tin dùng, gỗ rổi, rất lành tính, thơm, chắc khỏe, chiếm tỷ lệ rất cao trong làm đồ thờ cúng, đến ngày nay vẫn gìn giữ được. Gỗ vàng tâm, tính chất nhẹ, rất bền, ngoài làm đồ thờ cùng gỗ vàng tâm còn được chọn làm quan quách ngày nay với nhu cầu nhà ở hiện đại có các phòng thờ chỉ phủ bóng để vân gỗ vậy nên các mẫu cuốn thư câu đối cũng chọn những loại gỗ nhiều vân để phủ bóng như gỗ gụ nhiều vân dấn chắc và nặng cho ra sản phẩm hoa văn đục chạm rất đẹp gỗ hương có mùi hương thơm nhẹ dấn chắc cứng vân rất mịn và đẹp gỗ gõ đỏ vân đẹp chắc chắn và bền tốt như gỗ gụ đây cũng là lý do vì sao cuốn thư câu đối rất đa dạng về chủng loại gỗ chắc chắn là để phù hợp với nhu cầu của từng không gian kích thước cơ bản cuốn thư và câu đối khi mua hoặc đặt làm cuốn thư câu đối, quý khách cần cân nhắc kích thước phù hợp với diện tích nơi treo để đảm bảo thẩm mỹ cho không gian. Ngoài ra, số đo cần theo cùng tốt của thước lô ban đảm bảo chuẩn phong thủy. Bên cạnh đó, kích thước dài, rộng, dày cũng cần đảm bảo cân đối tỷ lệ của bộ cuốn thư câu liễn. Kích thước cơ bản của cuốn thư và câu đối. Cuốn thư dài 147 cm, câu đối dài 167 cm, cuốn thư dài 176 cm, câu đối dài 197 cm cuốn thư, dài 197cm, câu đối, dài 217cm. Giá cả bộ cuốn thư và câu đối. Giá cuốn thư câu đối phụ thuộc từ mẫu mã, kiểu dáng và hoa văn đục chạm cho đến nước sơn hoàn thiện. Bên cạnh đó, các tiêu chí chất lượng, chủng loại gỗ, độ dày mỏng của gỗ hay kích thước to, nhỏ tạo nên giá thành sản phẩm. Mức giá có sự chênh lệch rất lớn lên đến hàng chục triệu đồng. Cách treo cuốn thư câu đối trong các nơi thờ. Bộ cuốn thư thường được treo ở gian giữa hoặc hai gian bên tùy thuộc vào bố cục bài trí của từng nơi thờ tự. Bức cuốn thư luôn treo ở giữa các gian với độ ngả về phía trước khoảng 20 đến 30 độ tùy thuộc theo chiều cao, để người đứng dưới nhìn lên dễ quan sát. Đôi câu đối được treo ở hai bên cạnh cách bức cuốn thư khoảng 15 đến 30 cm. Tuy nhiên, đầu trên đôi câu liền được đặt thấp hơn cuốn thư, có thể từ lưng chừng cuốn xuống dưới cuốn hoặc treo theo cột làm sao cho cân xứng. Những mẫu kiểu dáng hoa văn cuốn thư, câu đối đẹp. Mẫu cuốn thư câu đối có mặt trong văn hóa của người Việt với rất nhiều các mẫu mã đa dạng như tứ linh, phượng, tứ quý, hồng trĩ, mai điểu. Mẫu bộ châm câu liễn phải được lựa chọn cho phù hợp với từng nơi thờ tự, như nơi đình, chùa, miếu thì chọn mẫu tứ linh, rồng, phượng. Đối với các nhà tư gia thì chọn mẫu tứ quý, hồng trĩ, mai điểu, ngũ phúc, hồng trúc. Ngoài ra, các màu sơn khác nhau như sơn son thép vàng, bạc và then sơn mài dành cho nơi thờ cổ kính. Cho đến các mẫu phun PU hay đánh vết ni ở nơi phòng khách hoặc không gian thờ hiện đại. Đây cũng là lý do tại sao mẫu cuốn thư liễn đối đa dạng đến vậy, chắc chắn là vì mẫu mã phải phù hợp với bản sắc văn hóa của những nơi thờ tự. Mẫu đục tứ linh, cuốn thư cầu liễn tứ linh là kiểu dáng hoa văn được đục chạm hình tượng linh vật, cụ thể như long, ly, quy, phượng. Trong phong tục, mẫu tứ linh thường được dùng trong đình, chùa, đền, miếu, không chỉ thể hiện sự linh thiêng, trang trọng mà còn thể hiện sự trấn giữ nơi uy quyền. Mẫu hòa văn phượng, mẫu châm thư câu đối phượng thường được dùng trong thờ cúng tượng trưng cho vẻ đài các của nữ nhân mẫu phượng mang đến sự uyển chuyển mạnh mẽ của vẻ đẹp hoàn mỹ cuốn thư và liễn đối chạm mai điểu mai điểu là kiểu họa tiết hoa văn mang biểu tượng cho sức sống và phát triển mạnh mẽ trong phong thủy mai hàm ý mang lại sự nhẹ nhàng thanh thoát ngoài ra hoa mai và đôi chim miên ương còn tượng trưng cho cuộc sống bền vững sự gắn bó thuận hòa trong gia đình mẫu ngũ phúc ngũ phúc là hình tượng của năm con rơi còn gọi là biển bức cũng là biểu tượng chữ phúc Ngũ phúc là môn thể hiện năm điều tốt lành đến với gia chủ, các điều đó là phú, quý, thọ khang, ninh. Mẫu trăm đối liễn này cũng thường được treo ở những nơi trọng thể để đón tiếp khách quý. Ngoài ra, còn rất nhiều các mẫu châm thư và đối liễn khác, phù hợp với nhiều hoàn cảnh nơi thờ tự như từ quy hòa tứ linh hoặc hồng trúc. Hướng dẫn đặt làm hoặc đặt mua cuốn thư câu đối. Mỹ Nghệ Sơn Đồng là đơn vị sản xuất trực tiếp, tư vấn, thiết kế các sản phẩm cuốn thư câu đối và đồ thờ cúng. Quý vị sẽ được tư vấn và chia sẻ những vấn đề cốt lõi cần lưu ý khi đặt làm hoặc mua sản phẩm. Tuy nhiên, để đảm bảo giá trị nhận được và quyền lợi của khách hàng, quý vị vui lòng lưu ý những hướng dẫn dưới đây của chúng tôi. Tìm hiểu rõ ý nghĩa và các mẫu cuốn thư câu đối để phù hợp với từng gia cảnh, cách phân biệt chất liệu gỗ, đến kiểm tra chất lượng gỗ và sơn để hiểu được độ bền đẹp của sản phẩm, tư vấn rõ ràng mẫu, kích thước cuốn thư cùng câu đối phù hợp với diện tích, đảm bảo chất liệu gỗ 100% đặc lõi và đúng chủng loại, để nơi sản xuất kiểm tra gỗ trước khi sơn hoàn thiện. Nếu được hãy đi cùng người có kinh nghiệm hiểu biết về đồ thờ và gỗ, không nhận gỗ kém chất lượng như rác hay mối mọt, dập nát. Kiểm tra đường nét hoa văn đục chạm có đúng với mẫu đã chọn, kiểm tra độ sắc nét, độ mượt của nước sơn khi đã hoàn thiện. Nếu quý vị có nhu cầu tìm mua bộ châm và đôi cầu liễn, hãy đến với Mỹ Nghệ Sơn Đồng để có nhiều lựa chọn về kiểu dáng và mẫu mã. Hoặc quý khách muốn đặt làm bộ cuốn thư câu đối riêng biệt dành cho nơi thờ tự, hãy đến với chúng tôi. Mỹ Nghệ Sơn Đồng sẽ tư vấn, trực tiếp chế tác và lắp đặt tận nơi cho quý khách hàng. Để đặt mua cuốn thư cầu liễn quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp theo địa chỉ số 15 Thôn Gạch, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội, Hát Lan 0945717289, 0916433349. Chúc quý khách có thông tin hữu ích cùng với Mỹ Nghệ Sơn Đồng.